Chốt nhanh MG15 cho bạn khách đến Vĩnh Long. Sáng sớm ngày hôm nay thì có hai bạn khách đến cửa hàng để mà nhận chiếc G15 nha. Xe này thì bạn đã cọc trước rồi và hôm nay là ngày đẹp đến cửa hàng để mà nhận xe. Cùng lúc đó thì cũng có hai bạn khách đến cửa hàng để lên hồ sơ bên phía công ty tài chính sách nha. Anh trai thì lên hồ sơ mua chiếc Vario, còn em trai thì mua chiếc Winner V3 nha. Và hiện tại thì bạn đang lấy thông tin bên phía công ty nha mọi người. Và bây giờ là check in với bạn khách G15 một tấm hình rồi đưa xe về nhà thôi. Hôm nay là ngày đẹp nên hành tâm mắt rất là nhộn nhịp nha cả nhà. Ở đây thì cũng có hai anh khách đến cửa hàng để mà lên hồ sơ một chiếc Vario màu trắng đen nha. Và dưới đây thì anh chị khách đang lựa một dòng xe tay ga mà trước mắt là chính yêu xe gì thì anh chị đang coi Vision và Vario nha. Vision đã nhập về đầy đủ màu và kiểu dáng cho quý khách hàng lựa chọn nha. Và hiện tại bên cửa hàng đang có chương trình mua Vision với giá 0 đồng, có nghĩa là các dòng xe Vision đang có chương trình là không cần trả trước bên phía cửa hàng xe máy Hành Tâm, còn các dòng Vario thì mọi người cần trả vài triệu thôi là đã có thể sở hữu một em xe bên cửa hàng rồi. Hai bạn khách này đậu hồ sơ như cả nhà và hiện tại bạn đang đợi ký hợp đồng và phía công ty tài chính xác và nhận xe nha. Và thủ tục bên phía công ty tài chính xác cực kỳ là đơn giản luôn, thì với những hồ sơ dưới 30 triệu đồng quý khách hàng chỉ cần là căn cước công dân thôi để lên hồ sơ được rồi. Còn những hồ sơ trên 30 triệu thì sẽ yêu cầu cần thêm là căn cước công dân, hóa đơn điện hoặc là căn cước công dân, bảo hiểm y tế doanh nghiệp và lên hồ sơ được rồi. Một khâu không thể quên trước khi mà giao xe cho khách đó là kiểm tra xe sơ lại và gắn phụ tùng cho xe. Và khi mà mua xe lướt bên cửa hàng xe máy Hành Tâm, quý khách hàng sẽ được là bao sang tên mức bộ, thì bên cửa hàng sẽ tự cà số khung nè, số máy nè và rút biển số để mà đi rút bộ cho khách. Quý khách hàng chỉ cần là về địa phương nè, đóng phía trước bạ và bắt biển số mới như xe mới đó nha. Và bây giờ là giao Vario và Winner V3 về cho khách nha. Và tiếp tục là chốt em Vario 125 màu đen nhám 5 đồng nha. Cuối ngày thì anh chị khách đến cửa hàng để mà xem SH 125 ABS màu xám nha. Chiếc này cực kỳ đẹp luôn. Thì sau khi mà xem xe và thử xe xong thì anh khách quyết định là chốt em này luôn. Thì hiện tại bây giờ là kỹ thuật về hết rồi nên cửa hàng trưởng và các bạn nhân viên sẽ cùng nhà để mà vệ sinh em SH này và giao cho khách nha. Thì quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu mua xe hoặc tìm kiếm cho mình một con xe lướt siêu ken siêu lướt thì hãy đến ngay cửa hàng xe máy Hành Tâm.